Cả nhà có thích màu rêu này không? Thủy đang thiết kế mẫu áo dài này cho U 65 tuổi. Có vòng 1 là 95, vòng 2 là 88, vòng 3 là 94. Chiều cao khoảng 1m55. U thì có làn da hơi ngăm đen một chút, nhưng mà U rất thích những cái tông màu tối. Màu tối thì sẽ giúp cho U không bị lộ những nhược điểm của mình. Có cái là cả nhà lưu ý là khi mà thiết kế những dáng người và cân nặng cũng như chiều cao số đo như thế này thì chúng ta cắt cái tà nó A ít thôi. Hiện tại là Thủy đang để tà A có 2cm, và đặc biệt là cái phần lưng thân sau ấy, những người mà hơi béo như thế thì sẽ số đo vòng eo sẽ hơi to, cho nên ly thân sau mình có thể chiết ví dụ thôi là khoảng 1cm. Cái chính là chúng ta phải cắt cho có cử động ở phần eo để không bị lộ bụng và các u mặc với thoải mái cả nhà ạ.